xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hằng hay lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tìm số bị chia và số chia bé nhất. Thì đây liên quan về phép chia, thì bước đầu tiên mình sẽ nói sơ qua về phép chia trước để cho các bạn hiểu đâu là số bị chia, đâu là số chia, đâu là khương và đâu là dư, được chưa? Mình lấy ví dụ như 3 chia cho 2 thì được mấy ạ? Được 1, dư 1. Thì 3 ở đây mình sẽ lấy tượng trưng là 3 que, được chưa? Và chia cho 2 bạn, được chưa? Thì bắt đầu chia, thì các bạn chia mỗi người một que trước. 1 que, 2 que, đủ 2 bạn chưa? Đủ rồi. Thì 1 que này nếu bạn chia cho bạn này thì bạn này không có. Nếu chia bạn này thì bạn này không có. Vậy 1 que này chính là dư. Vậy nếu chia cho 2 thì mỗi bạn được bao nhiêu que ạ? 1 que, được chưa? 3 chia 2 mỗi bạn được 1 que dư 1. Đó là hiểu về phép chia. Thì cái dấu này người ta gọi là dấu chia. Còn cái số 3 trước cái dấu chia thì người ta gọi là số bị chia. Số bị chia. Tiếp theo, số 2 nằm sau cái dấu chia bên phải, bên tay phải của mình nè, được chưa? Người ta gọi là số chia. 3 chia 2 được 1 đây người ta gọi là thương. Và dư là các bạn tự hiểu rồi, đó chính là số dư. Ok chưa? Vậy trong phép chia các bạn cần nhớ, thứ nhất số bị chia, thứ hai số chia, thứ ba thương và số dư, được chưa? Tiếp theo các bạn phải để ý giúp mình số chia và số dư. Các bạn để ý giúp mình số chia nè và số dư, thì các bạn thấy rằng số chia luôn luôn lớn hơn số dư. Nếu chia cho 2 thì có khả năng dư 1. Nếu chia cho 3 đi thì dư 1 2. Nếu chia cho 4 thì dư 1 2 3. Ok chưa? Đó, bạn phải hiểu, được chưa? Rồi, tiếp theo, tìm số bị chia và số chia nhỏ nhất để phép chia đó có khương bao nhiêu ạ? Các bạn viết ra, khương là 1, 2, 3, có khương. Tiếp theo, và số dư là 44. Tiếp theo, các bạn phải tìm số chia. Tại sao phải tìm số chia? Bởi vì mình đã có số dư, được chưa? Có số dư thì các bạn sẽ tìm được số chia. Tại sao? Bởi vì mình biết rằng số chia luôn luôn lớn hơn số dư, được chưa? Vậy mình sẽ có cái gì ạ? Số chia của mình sẽ là 40, 45, 46, 47, vân vân và vân vân. Nhưng ở đây nó cho số chia bé nhất, nên số chia bé nhất của mình chính là 40, 45. Khi có thương nè, số dư nè, số chia, thì các bạn áp dụng giúp mình một cái công thức tìm số bị chia. Mình viết công thức ra cho các bạn học thuộc nha bạn. Số bị chia bằng thương nè nhân số chia và cộng dư, hay còn gọi là cộng số dư. Đó, số bị chia bằng thương nhân số chia cộng số dư. Được chưa? Các bạn nhẩm lại 3 lần để nhớ cái công thức này giúp mình. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân số chia cộng số dư. Rồi, thì ở đây mình sẽ tìm số bị chia bằng cách thế vào thôi. Thương bao nhiêu ạ? 1, 2, 3 nhân số chia là 45 và cộng thêm 44. Thì ở đây có phép nhân và phép cộng, thì các bạn làm phép nhân trước giúp mình, sau đó cộng thêm 44, và các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp mình để mình kiểm tra lại coi bạn nào giải đúng hay giải sai nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.